chào các bạn. Hôm nay thì bên mình xin giới thiệu với các bạn một cái bộ sản phẩm mới mà bên mình vừa mới đặt hàng được về. Đây là một cái đèn cái bộ mạch stop mà mình đặt cho nó là stop F2. Thì cái này có rất là nhiều ưu điểm mà mình thấy rất là hay. Và hôm nay thì mình quyết định là nhập cái hàng này về rất là nhiều. Và hôm nay mình phục vụ anh em. Mình thấy cái mạch này chưa trên thị trường, hình như là chưa có. Cho nên hôm nay là mình vừa mới nhập về và quyết định là sẽ giới thiệu với anh em để mà anh em sử dụng. Thì một bộ mạch này nó bao gồm có một cái hộp chống nước như thế này, và kèm theo đó là một cái bộ dây. Thì cái bộ dây này có thể cắm được cho tất cả các dòng xe máy hiện tại trên thị trường nha các bạn. Và chức năng của nó như thế nào thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn luôn, để các bạn còn rõ nha. Rồi các bạn thấy là đây trên hình mình đây là một chiếc Sirius. Thì mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản các bạn cũng dễ hiểu ha. Thì khi mà các bạn muốn đặt cái bộ này về thì các bạn chỉ cần liên hệ cho shop mình và chỉ cần báo cho mình là các bạn muốn lắp cho dòng xe nào, thì bên mình sẽ cắm cho, làm dắt cắm cho các bạn những cái dòng xe như vậy ha. Thì bộ này nó có tác dụng như thế nào và mình sẽ gửi về cho các bạn và mình hướng dẫn các bạn lắp rất là dễ dàng các bạn ha. Rồi các bạn quan sát, đây là chiếc Sirius. Các bạn thấy nè, đây là cái bộ stop F2 nha các bạn. Đây là mình đã sản xuất đặt hàng, nó sản xuất cho mình cái giắc như vậy luôn. Thì các bạn bây giờ chỉ việc là cắm vào trong xe thôi. Thì đây là một cái bộ mẫu mình đã cắm rồi. Thì nó chia thành hai đầu, một đầu vào một đầu ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắm lại như Vinh. Đó, lúc đầu thì nó sẽ được cắm như thế này các bạn. Rồi bây giờ mình xin bật cái chức năng cũ của nó. Rồi anh đạp thắng nha em. Khi các bạn đạp thắng nó sẽ sáng như thế này thôi các bạn ha. Đó thì đây mình cầm cái đèn như thế này. Rồi đạp thắng đó, các bạn thấy không ạ? Lúc mà các bạn đạp thắng nó chỉ sáng như thế này rồi. Rồi ok, đây là chức năng green. Còn xi nhan, anh xi nhan cho em. Nó xi nhan các bạn ha. Rồi xi nhan phải. Đó toàn bộ là như green ha. Rồi bây giờ nổ máy, anh nổ máy cho em. Và khi các bạn bật derby, rồi nó sẽ sáng derby như thế này. Phát xi nhan cho em. Rồi đạp thắng. Rồi ok, thì đây là chức năng green. Rồi tắt máy này. Các bạn thấy là đây là một cái chức năng green của xe Sirius. Và bây giờ sau khi mình cắm cái bộ này vào thì nó chức năng nó sẽ như thế nào, bây giờ mình sẽ tiến hành. Đầu tiên là các bạn rút cái giắc này ra. Rồi rút giắc ra, và sau đó có một cái bộ giắc của mình bên mình đây. Đây là bộ giắc của bên mình, các bạn chỉ cần cắm đối đầu vào đây. Cái giắc này các bạn cắm vào đó. Rồi cắm vào, cắm vào thôi nha, chỉ việc các bạn cắm vào thôi. Bên mình đã làm sẵn đầu dây rồi, bây giờ cái việc mình ráp là cắm vào. Rồi các bạn cắm cái này vào cho mình. Khi các bạn mua hàng thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn đo ráp rất là cụ thể ha. Rồi ok, như vậy là xong. Như vậy là các bạn ráp lại như cũ ha. Rồi bây giờ mình xin biểu diễn qua cho các bạn xem. Đầu tiên nè, các bạn nổ máy lên cho mình. Xe sẽ được nổ máy nè. Đèn LED mới bằng sáng bình thường hả các bạn ha. Xi nhan, anh xi nhan cho em. Xi nhan bình thường các bạn ha. Rồi xi nhan trái nè, đây xi nhan trái, xi nhan phải nè. Rồi tắt xi nhan. Rồi, đầu tiên các bạn đạp thắng thì như là đạp thắng đó các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Khi các bạn đạp thắng nó sẽ đá so le đồng thời là cả cái chế độ stop và xi nhan các bạn nha. Thả lên. Rồi khi các bạn thả thắng ra thì nó sẽ trở về lại cái trạng thái ban đầu. Đạp lại. Đó các bạn thấy không ạ? Đó, rất là đẹp các bạn ha, và rất là rõ ràng tín hiệu luôn, tức là khi mình đập phanh là nó có một cái khác biệt rõ ràng. Rồi thả. Rồi khi các bạn thả ra đơm y bằng sáng bình thường ha. Tiếp tục đạp lại em một lần. Đó các bạn thấy không ạ? Rồi ok, thả. Rồi, khi các bạn tắt máy nha. Khi các bạn đi xe mà các bạn không bật đèn, không bật công tắc đèn. Đây, mình ví dụ nha. Mình tắt đèn đi. Rồi, mình tắt cái công tắc đi và mình nổ máy lại. Rồi mình nổ máy lại thì xe vẫn đang chạy, ví dụ như mình đang chạy ban ngày thì như thế nào các bạn. Rồi mình đạp thắng vẫn sáng như bình thường các bạn ha, rất là hay ha các bạn ha, là nháy cả hai đèn xi nhan, cả trước và sau luôn các bạn quan sát này. Rồi đây là xi nhan trước các bạn, khi các bạn đạp thắng nè, đạp thắng xi nhan còn xi nhan trước cũng chớp lên giống như chế độ hai sát nha các bạn, rất là thông minh ha. Rồi tắt. Và đằng sau khi mà chúng ta đạp phanh thì nó như thế này. Đó, rất là sáng các bạn. Các bạn sử dụng toàn bộ là hệ thống bóng đèn zin hết, chứ không cần phải thay một cái bóng nào hết các bạn nha. Trong này là bóng zin luôn. Hả?
các bạn lưu ý này, trong này là cái bóng đèn zin luôn, không cần phải thay bóng led hay cái gì hết á, các bạn giữ nguyên zin toàn bộ hết, và các bạn chỉ cần gắn cái mặt này vào thôi thì các bạn đã có thể là có một cái mặt stop S2 rồi. Cái tín hiệu nó rất là rõ ràng, cái tín hiệu này rất là rõ ràng khi mà các bạn đập thắng đó, các bạn bóp thắng tay hoặc là đập thắng chân đều được hết. Đây mình đập thắng lại này, rất là rõ ràng các bạn ha, nó và nó hoạt động mỗi khi các bạn đập phanh, các bạn thấy là toàn bộ việc tháo và ráp rất là nhanh gọn, các bạn thấy không? Đó thì vừa ráp xong thì các bạn thấy là toàn bộ là new zin, các bạn chỉ cần việc là cắm dắt thôi. Và bây giờ mình xin demo lại ha. Đầu tiên thì các bạn nổ máy lên và các bạn không cần bật đèn pha giống như mình đi ban ngày. Các bạn thấy không ạ? Khi mình đi ban ngày thì mình đâu có bật, mình không bật đèn pha, tức là không có đèn sương mù. Bây giờ mình đập thắng. Đó, mình khi mà đập thắng nó sẽ chớp nháy sau lại như thế này các bạn nha. Rất là hay ha, và rất là rõ ràng tín hiệu ha, kể cả phía trước luôn các bạn. Rồi, thả. Rồi, bây giờ mình bật cái đèn pha lên. Rồi, mình bật đèn pha lên này thì có cái đèn sương mù các bạn. Có sương mù. Rồi, các bạn thấy ạ? Rồi, bây giờ mình đập thắng. Rồi khi các bạn đập thắng là đèn nó vẫn chớp đá liên tục, các bạn rất là đẹp các bạn ha, và rất là rõ ràng. Bảo đảm cái việc chúng ta đập phanh và ra tín hiệu cho người phía sau rất là rõ ràng ha. Cái bộ này có thể áp dụng được cho tất cả các xe trên thị trường luôn các bạn. Vision này, ở đây hiện tại mình đang có chiếc Vision ở đây nè, rồi Sirius này, Click này, rất là nhiều các dòng xe có thể lắp đặt rồi các bạn ha. Thì cái bộ này rất là hữu ích cho nhiều anh em. Rồi là các bạn lắp đặt như zin và toàn bộ là cắm dắt thôi, không có việc phải độ chế hay cắt dây gì hết. Và bộ này bên mình bảo hành cho các bạn 1 năm. Nếu các bạn nào có cảm thấy video này bổ ích hoặc là có muốn mua hàng thì các bạn có thể liên hệ được trực tiếp qua số điện thoại trên góc màn hình cho mình nha. Hoặc là các bạn có thể chạy xe trực tiếp qua địa chỉ trên góc màn hình để mình lắp đặt ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.